Bất tăng bất giảm ngộ huyền trung, không tăng không giảm ngộ trong huyền. Chư vị phải giác ngộ được tự tánh vốn không tăng không diệt thì mới liễu ngộ được lý trung đạo tối vi diệu. Tôi vừa giảng về Bồ Tát Long Thọ thuyết về lý không sanh, lại thêm Phật thuyết thời pháp môn phương đẳng có 8 loại tướng, tức là không sanh không diệt, không đoạn không thường, không một không khác, không đến không đi. Có người không chấp đoạn nhưng lại chấp thường, đoạn tức là đoạn diệt, thường tức là tồn tại. Đoạn kiến thường kiến là lý luận của ngoại đạo, pháp Phật thuyết là không đoạn không thường. Vậy đối với chúng ta khi chết rồi còn hay là mất? Nếu nói thường còn thì sao chúng ta lại không gặp lại được những người xưa? Vì đời người vô thường không mãi tồn tại, chư vị cũng không nên bảo không thường hằng. Hiện tại chúng ta ăn cơm cũng giống như người xưa vậy, đó là không đoạn. Thế nên Phật thuyết pháp không thường không đoạn, không nên chấp trước đoạn kiến hay thường kiến mà phải hòa nơi trung đạo, nên gọi là ngộ trung huyền. Không đến không đi tức là Đức Như Lai không từ đâu đến cũng không đi về đâu. Chớ bảo rằng chúng ta cũng như Đức Như Lai bất khứ, không đến không đi. Bảo rằng đến tức là chúng ta từ đâu đến, chư vị không hề biết. Bảo rằng đi tức là chúng ta sẽ đi về đâu, chư vị cũng không biết. Không đến không đi tức là không từ đâu đến và không đi về đâu. Lại bàn về không một không khác, không một tức là không đồng một dạng, không khác tức là không có hai, chẳng có tướng sai biệt. Không một tức là không có tướng đồng với tướng. Luận về thân thể chúng ta, nó không chỉ do một vật hợp thành mà do nhiều bộ phận khác biệt hợp thành, nên gọi là chẳng phải một. Bàn đến lý không khác, lại luận về thân thể chỉ có một thân, không có thêm thân khác. Những loại lý luận này thật rất khó hiểu, mỗi lần giảng chút ít rồi từ từ mới có thể liễu giải. Không tăng không giảm nghĩa là tự tánh chúng ta không tăng không giảm, như câu vô tình tạng nguyệt tăng trung giảm, ánh trăng vô tình tăng trong giảm. Hữu vị Phật pháp khổ hậu điểm, nếm vị Phật pháp sau khổ nhọc. Tạng nguyệt ánh trăng tức vô tình, không có tình thức. Tuy nói nó có tăng mà cũng có diệt, ánh trăng vô tình, trừ vị bảo mặt trăng đừng lặn mất, lưu lại nơi đây một thời gian không thể được. Dầu chư vị có làm gì đi nữa cũng không thể giữ mặt trăng đứng lại một chỗ, trừ phi chư vị giữ được mặt trời cố định một chỗ, tức bảo rằng mặt trời không động, điều này thật không thể được. Ngày nay khoa học có tiến bộ bao nhiêu đi nữa vẫn không có cách khiến mặt trời bất động. Ánh mặt trời cũng thuộc về loài vô tình, tăng trong giảm. Như năm nay tôi 60 tuổi, năm kế tôi sẽ 61 tuổi, thọ mạng tăng thêm 1 tuổi nhưng lại thêm 1 năm gần cái chết. Ví như bảo rằng tôi sống đến 100 tuổi mới chết, mà nay đang sống đến 61 tuổi, tức là phải giảm đến 39 năm nữa, nhưng đó cũng chính là tăng tuổi thọ. Vì vậy bảo rằng trong tăng lại có giảm, ngược lại trong giảm lại có tăng. Chư vị phải hiểu rõ lý này chân thật, nó vốn không tăng cũng không giảm. Hữu vị Phật pháp khổ hậu điểm, nếm vị Phật pháp sau khổ nhọc. Hương vị Phật pháp rất ngọt ngào. Đối với Phật pháp, chư vị học được một chút thì hiểu rõ một chút. Hôm qua tôi đã giảng về lý khai ngộ. Khai ngộ có tiểu ngộ, trung ngộ và đại ngộ. Tiểu ngộ là ít hay nhiều, mà sao lại gọi là tiểu? Giống như hư không rất rộng lớn, khi đã khai ngộ từ trong ruộng tám thức, chư vị cũng vẫn không hay biết. Trung ngộ nghĩa là chư vị cảm giác là mình hiểu rõ được chút ít đạo lý, như lý không tăng không giảm, lý không sanh không diệt xưa nay. Hiểu rõ những đạo lý này được rồi thì gọi là trung ngộ. Đại ngộ tức là dứt tận sanh tử, việc gì đến hay đi cũng đều biết hết, sao gọi là tăng, sao gọi là giảm. Biết rõ lý không tăng không giảm, hoàn toàn liễu giải được lý không sanh không diệt, gọi là đại ngộ. Nếm vị Phật pháp sau khổ nhọc, chư vị nhất định phải nhẫn chịu một chút khổ. Không phải học liên tiếp 4-5 ngày rồi cho đó là học Phật pháp đầy đủ rồi. Chư vị nhất định phải có tâm nhẫn nhục, không luận khốn khổ gian nan, gì cũng đều phải học. Ngày ngày tôi phải đến trường dạy tiếng Tàu cho học sinh. Đến lúc giảng kinh tôi cũng phải giảng, trừ phi có những trường hợp đặc biệt tuyệt đối tôi không bao giờ làm biếng. Cần phải tu hành chân thật thì mới nếm được mùi vị Phật pháp. Nên đầu tiên phải chịu khổ đau nhọc nhằn, do đó chớ có sợ khổ. Càng khổ nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy. Phải phấn chấn tinh thần, lập định chí hướng, dũng mãnh tinh tấn tiến bước, đừng sợ khổ nhọc gian nan. Đạm nhiên tịnh cực siêu tạo hóa. Đạm nhiên tức là thanh tịnh, cực tịnh
nghĩa là tịch tĩnh đến cùng tột. Siêu tạo hóa nghĩa là siêu xuất công năng tạo hóa của trời đất. Đốn giác ngã pháp bổn viên dung, liền giác ngã pháp vốn viên dung. Chư vị nếu hiểu rõ đạo lý này thì tức khắc biết được mình và pháp vốn là một, không có phân biệt, không hai, không khác, gốc vốn là viên dung không ngại. Thị cố không trùng vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tĩ thiệt thân, thành hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi trí, vô ý thức giới, cho đến trong không chẳng có sắc, chẳng có thọ tưởng hành thức, chẳng có mắt tai mũi lưỡi thân ý, chẳng có sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng có nhãn giới, cho đến chẳng có ý thức giới. Thị cố không trung vô sắc tướng, thọ tưởng hành thức diệt vong trược, lục căn trần tịnh lục thức, tam tâm chỉ thấu tam quan, bạch ngưu đại sa lân lân truyền, hoàng kiểm tiểu nhi khiêu khiêu toàn, nhược vấn cá trung hạ chỉ thú, tiền tam tam tiếp hậu tam tam. Dịch: do đó trong không chẳng có sắc, thọ tưởng hành thức cũng không trược, sáu căn sáu trần cùng sáu thức, ba tâm ba chỉ thấu ba cửa, châu trắng xe lớn truyền từ từ, bé mặt vàng đập đến đập lui, nếu hỏi đường hướng như thế nào, trước ba ba tiếp sau ba ba. Trong không chẳng có sắc, đó là bản tiếp về đoạn văn ở trên. Bên trên không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Vì chân không chẳng có sắc thọ tưởng hành thức, bổn thể của thọ tưởng hành thức vốn là không. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý cũng không có. Sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp chẳng có luôn. Sáu thức thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý đều là không. Tâm kinh này đàm luận về lý không, tức chân không bát nhã. Chân không bát nhã chính là diệu hữu, diệu hữu phi hữu tức là chân không. Do đó bảo rằng chân không không ngăn ngại diệu hữu không ngăn ngại chân không. Chân không là diệu hữu cũng là chân không. Vì thế bên trên kinh cũng nói rằng sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Pháp năm uẩn chính là pháp tổng quát, sắc pháp của năm uẩn cũng là không. Sáu căn sáu trần sáu thức còn lại chính là pháp biệt tướng. Tổng tướng đã là không thì biệt tướng đương nhiên cũng không có. Vì vậy ngài thuyết rằng không mắt tai mũi lưỡi thân ý, không sắc thanh hương vị xúc pháp, không có giới hạn của mắt cho đến không có giới hạn của ý thức. Sáu căn sáu trần sáu thức hợp lại thành 18 giới. Sáu căn cộng với sáu trần gọi là 12 xứ. Sáu căn cũng là sáu nhập. 18 giới cũng là không. Sao thuyết ra pháp đó? Đối với phàm phu thì có pháp này, còn đối với thánh nhân thì là không. Do đó nói kệ: thị cố không trung vô sắc tướng, do đó trong không chẳng có sắc. Vì bên trên đã nói rõ lý này, tức trong không không có sắc, thọ tưởng hành thức diệt vong trược, thọ tưởng hành thức cũng không trược, thọ tưởng hành thức cũng không ô trược, lục căn lục trần tịnh lục thức, sáu căn sáu trần cùng sáu thức. Sáu căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu trần là đối xứng với sáu căn mà có như sắc thanh hương vị xúc pháp. Căn tăng trưởng xuất sanh, trần y theo đó mà bị ô nhiễm. Do sáu căn đối với sáu trần khỏi phân biệt nên sanh ra sáu thức. Thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý tất cả hợp thành 18 giới. Tam tâm tam chỉ thấu tam quan, ba tâm ba chỉ thấu ba cửa. Ba tâm tức là tâm quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm quá khứ đã ngừng, tâm hiện tại cũng dừng, tâm vị lai lại dừng. Ba tâm không thể có, tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai cũng không thể được. Ba tâm không thể được, không thể khởi tâm quá khứ, tâm hiện tại không thể sanh, tâm vị lai cũng chưa có. Khi ấy tâm không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ba tâm của chư vị cũng không có. Sao gọi nghĩ thiện, nghĩ ác? Tức là khi chư vị dụng công tu hành đạt đến cảnh giới dùng thiền duyệt làm món ăn, pháp hỷ đều đầy đủ. Khi ấy đang ngồi tĩnh tọa, chư vị khai mở sơ quan, cửa đầu, trung quan, cửa giữa, thượng quan, cửa trên. Sơ quan cũng gọi là cửa Mao Cung, trung quan gọi là cửa Lai Tích, thượng quan gọi là cửa Ngọc Trầm hay là cửa Sinh Tử. Cửa đầu và cửa giữa dễ dàng phá vỡ vượt qua, nhưng đến cửa thứ ba thì rất khó khăn. Vượt qua được cửa thứ ba, chư vị lại phải hướng về phía trước mà tiếp tục tu hành. Khi đó chư vị đạt đến cảnh giới gì? Bạch ngưu đại sa lân lân chuyển, châu trắng xe lớn chuyển từ từ. Trong kinh Pháp Hoa có nói đến xe lớn châu trắng tức là Phật thừa. Chỉ có Phật thừa mà không có thừa nào khác. Lại nữa muốn thành Phật thì phải đi trên con đường này.
thì mới ngồi trên cỗ xe lớn châu trắng. Chưa thành Phật được thì không thể ngồi trên xe này. Tức bảo rằng chúng ta dụng công đắc lực để chuyển pháp luân giáo hóa chúng sanh. Sao gọi là cỗ xe lớn châu trắng mà không nói xe lớn châu đen hay xe lớn châu vàng hoặc xe lớn châu nhiều màu? Con châu này màu trắng giống như tự tánh của chúng ta, không ô nhiễm. Chư vị tử tử hành pháp đại thừa, xe châu trắng đi trên đường đại thừa phát ra âm thanh lân lân. Khi đó người tu hành đạt được cảm giác. Cảm giác gì? Hoàng kiểm tiểu nhi khiếu khiếu toàn, bé mặt vàng đáp tới đáp lưu. Cảm giác như say sưa, ngủ mơ, mộng mị, tức là không biết gì là chân, gì là giả, là hư, là thật. Bốn chi, hai tay, hai chân rất mềm dịu, tay không có sức lực, chân cũng không có sức lực, giống như bùn non, không muốn làm gì hết. Khi ngồi thiền hay không ngồi thiền, thân thể đột nhiên rung động nhanh chóng. Khi ấy tâm chúng ta đập, kỳ thật không phải là tâm đập mà là lá lách đập. Sao lá lách đập? Lá lách đập giúp chúng ta tiêu hóa dễ dàng. Chư vị chạy mau chút ít thì lá lách làm việc nhiều chút ít. Hoàng kiểm tiểu nhi là ai? Tức là ý niệm của chư vị, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Ý tại lá lách màu vàng nên gọi là đứa bé mặt vàng. Khiếu khiếu toàn tức là đập tới đập lui. Thế nên người thường ngồi thiền lắm khi ngồi đến lúc không biết gì hết. Tim tôi đập như thế nào? Có bị bệnh gì không? Tâm khởi lo sợ như thế. Chớ lo sợ, đó chỉ là quá trình tu hành mà chúng ta phải vượt qua. Khi xe lớn châu trắng chuyển pháp luân thì ý niệm cũng khởi dậy. Tim đập mạnh rất nguy hiểm. Lúc đó tâm phát sanh sợ hãi, tim đập mạnh như thỏ, nhảy tới nhảy lui. Nhược vấn cá trung hà chỉ thú, nếu hỏi đường hướng nơi đó thế nào? Nếu chư vị hỏi lý lẽ tông chỉ này như thế nào thì có thể đáp rằng: tiền tam tam tiếp, hậu tam tam, trước ba ba tiếp, sau ba ba. Trước và sau có ba chỗ. Khi ấy gặp được đường sanh tử, trước kia đường sanh đường tử khác khác nhau. Đường sanh thì đi theo đường sanh, đường tử thì đi theo đường tử. Hiện tại thì sao? Đường sanh đường tử nhập làm một, sanh cũng là tử, tử cũng là sanh. Tựa như sắc không khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Sanh tử cũng thế, không phải là hai, cũng lại không sanh không tử. Chư vị phải dụng công tu hành. Nếu không dụng công tu hành thì tiến một bước nhưng lại lùi bốn bước. Nếu vậy thì không có công dụng gì hết. Thế nên trừ phi không tu thì thôi. Còn nếu đã tu thì ngày ngày phải tinh tấn tiến bước. Nếu thối một bước thì công phu trước đã mất hết rồi. Nếu muốn tu đạo thì phải bắt đầu trở lại. Vì thế tu đạo phải luôn tiến bước, chớ nên thối lui. Vô vô minh diệp, vô minh tận, nãi trí vô lão tử diệp, vô lão tử tận. Không có vô minh cũng không có tận hết vô minh, cho đến không có giả chết cũng không có tận hết giả chết. Vô minh tận bổn tánh không, vọng hành liễu biệt danh sắc tùng, lục nhập trược thọ ái thủ hữu, lai sanh lão tử tận tương đồng, vạn lý tình không tuyệt vân ảnh, mãn đầm trừng thủy hiển nguyệt minh, như nhân kiết ẩm tri lãnh noãn, thuyết thực trợ trường tổng pháp công. Dịch: không vô minh tận không bổn tánh, hành vọng hiểu rõ từ danh sắc, sáu nhập trược thọ ái thủ hữu, từ sanh già chết tận tương đồng, muôn dặm tình không tuyệt ánh mây, nước trong ao sạch trăng hiện rõ, như khi ăn uống biết lạnh nóng, nói ăn chẳng ăn thật phí công. Không có vô minh cũng không tận hết vô minh, cho đến không có giả chết cũng không có hết giả chết. Đây là thuyết về lý 12 nhân duyên. 12 nhân duyên này là tu theo thừa duyên giác, có 12 loại duyên làm trợ duyên, tức trợ giúp con người sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Các ngài duyên giác do tu pháp 12 nhân duyên mà hiểu rõ bao đạo lý nhân sanh, khai ngộ chứng được quả Bích Chi Phật, đó gọi là trung thừa. Thanh Văn là tiểu thừa, Bích Chi Phật là trung thừa, Bồ Tát là đại thừa. Sao gọi là vô minh? Vô minh nghĩa là không minh bạch. Thế gian gọi là mù mờ, tức là không hiểu rõ đạo lý, mù mờ, mù mù mờ mờ. Vì không minh bạch nên mới có hành vi mê mê mờ mờ, cũng chính là vọng hành, làm sai trái. Nghĩa là việc không nên làm mà lại làm. Khi đã làm sai thì nhận thức hư vọng, dẫn đến mê mờ vì danh lợi sắc tướng, lại biến thành nhập mù mờ, xúc mù mờ, thọ xúc mù mờ, hưởng thọ mù mờ, ái mù mờ, mong cầu chấp giữ mù mờ, rồi muốn đạt được mù mờ, dẫn đến có sanh lại có già chết. Những nhân duyên này do vì mê mờ trong buổi ban đầu nên kết quả mới bị mê mờ.
mê mờ mờ sống qua một đời, đời sau lại mê mê mờ mờ. Thế nên 12 nhân duyên cũng là 12 nhân duyên mê mờ mà phàm phu không thể minh bạch hiểu rõ. Vô vô minh tận bổn tánh không, không tận vô minh bổn không bổn tánh. 12 nhân duyên này lúc ban đầu là mê mờ, bao loại tham dục của con người, hoặc tham ăn, hoặc tham sắc vân vân, chúng phát sanh từ đâu? Đều phát sanh từ vô minh. Trong 12 nhân duyên, bản về thọ sanh như thế nào, chết như thế nào? Vì vô minh nên có bao loại hành vi trùng tánh nam nữ. Hành vi bản tánh này do tâm mê loạn phát khởi. Có hành vi bản tánh đó rồi thì sanh ra ý thức ngu mê. Thức này chính là thân trung ấm. Sau khi có hành vi bản tánh nam nữ rồi thì kết một làn ánh sáng. Thân trung ấm tuy xa muôn ngàn vạn dặm, nhưng vì có nhân duyên làm quyến thuộc với cha mẹ nó, nên khi thấy làn ánh sáng đó liền nhập vào thai mẹ. Sau khi thần thức đầu thai thì lại có danh sắc. Danh tức là bốn uẩn thọ tưởng hành thức. Sắc uẩn cũng gọi là sắc thọ tưởng hành thức. Khi còn trong thai mẹ chỉ có bốn loại danh thức nhưng chưa thành thục. Đợi cho đến khi có danh sắc rồi thì mới có sáu nhập. Sáu nhập cũng do sáu căn sanh ra sáu tánh, như thấy, nghe, gửi, nếm, giác, biết. Có sáu nhập rồi thì đứa bé liền có xúc giác, nên nói sáu nhập duyên xúc. Có xúc giác thì lại có lãnh thọ. Có lãnh thọ nên sanh ra tâm luyến ái. Có tâm luyến ái nên sau này muốn mong cầu giữ gìn. Vì vậy cảm thọ duyên chấp thủ, luyến ái mong cầu chấp thủ rồi lại muốn có được. Vì muốn có được nên mới có sanh. Có sanh nên mới có 12 nhân duyên. Nếu không có vô minh thì không có hành. Vô minh diệt thì hành diệt. Hành diệt thì thức diệt. Thức diệt thì danh sắc diệt. Danh sắc diệt thì sáu nhập diệt. Sáu nhập diệt thì xúc diệt. Xúc diệt thì thọ diệt. Thọ diệt thì ái diệt. Ái diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sanh già bệnh chết diệt. Đó là diệt được 12 nhân duyên. Thế nên bảo rằng vô minh mà tận hết thì bổn tánh không. Bổn tánh không rồi thì không còn vô minh nữa. Vọng hành liễu biệt, danh sắc tùng. Hiểu rõ hành vọng từ danh sắc. Hành tức là vọng hành, thức là liễu biệt. Sau khi có thức rồi thì có danh sắc. Lục nhập xúc thọ ái thủ hữu. Sáu nhập xúc thọ ái thủ hữu. Kế tiếp danh sắc là sáu nhập. Sau sáu nhập là xúc đến thọ ái. Đến thọ, đến ái, đến thủ, đến hữu. Lai sanh lão tử tận tương đồng. Đến sanh già chết tận tương đồng. Có hữu thì có sanh. Có sanh thì có già chết. Do đó bảo rằng sáu nhập xúc thọ ái thủ hữu cho đến sanh già chết đều tương đồng tận hết. Vạn lý tình không tuyệt vân ảnh. Trời trong muôn dặm tuyệt áng mây. 12 nhân duyên nối tiếp liên hệ chẳng chịt với nhau như tất cả vốn không. Giống như trời trong muôn dặm chẳng có một áng mây hồng. Mãn đầm trừng thủy hiển nguyệt minh. Nước trong trăng hiện rõ khắp hồ. Ví như hồ nước trong thì ánh trăng rằm hiện rõ. Như nhân kết ẩm tri lãnh noãn. Như lúc uống ăn biết lạnh nóng. Chư vị nếu liễu ngộ hiểu rõ pháp 12 nhân duyên, tức là có công phu tu hành, thì khi ấy giống như lúc ăn cơm uống nước tự biết là lạnh hay nóng. Thuyết thực trợ trường tổng phập công. Nói ăn mà chẳng ăn phí công. Nếu chư vị không thật sự tu hành tham ngộ 12 nhân duyên mà chỉ nói 12 nhân duyên này là không không không, bảo rằng chúng là không mà không thể hội được ý nghĩa không của chúng, không chân chánh chứng đắc được lý không này, cũng giống như người chỉ nói ăn mà thực sự không ăn. Kinh Lăng Nghiêm nói: thí như thuyết thực trung bất năng bảo, thí như nói ăn mà cuối cùng không no được. Dầu cho chư vị có nói bao ngày đi nữa nhưng vẫn không no được. Trợ trường là nói về chuyện những người ngu si đời Tống. Đương thời có nhiều người rất ngu si. Họ ngu đến nỗi nào? Tống nhân mãn miêu chi bất trường, nhi yết chi giả. Có người nước Tống gieo mạ mà không thấy mạ mọc nên bứng dễ mạ. Có người nước Tống tự tay gieo mạ nhưng chẳng thấy mạ mọc lên, suy nghĩ mạ của mình gieo mọc chậm quá nên bứng dễ mạ lên. Ông ta giúp mạ mọc lên mau chóng bằng cách kéo dễ mạ lên cả hai tấc. Ông ta nói một ngày mà mạ mọc cả hai tấc. Ông ta làm như thế thật ngu mê ám muội, lại khổ nhọc vì lo lắng. Ông ta thở hổn hển trở về và bảo người nhà: hôm nay tôi bị cảm bệnh. Vì sao? Vì ông ta làm việc quá nhiều, tức là giúp mạ mọc dài ra. Người con tưởng cha mình có bản lãnh cao siêu, thần thông quảng đại nên niệm chú khiến cho mạ mọc cao lên. Do đó người con chạy mau ra đồng xem coi sự tình. Lúc ấy nhìn kỹ thì tất cả lúa mạ đã bị chết khô.
Đó là nói về người tu đạo. Đừng nghĩ rằng tôi khai ngộ, tôi khai ngộ, tôi khai ngộ. Vì sao tôi chưa khai ngộ? Làm thế nào tôi mới khai ngộ được? Đi tới đi lui cũng chưa khai ngộ. Leo lên trèo xuống cũng chưa khai ngộ. Ngồi thiền cả một giờ vẫn chưa khai ngộ. Làm sao mới được khai ngộ? Nếu chư vị có tâm này thì vĩnh viễn không thể khai ngộ. Tại sao chư vị muốn khai ngộ? Tức là che lấp mất tâm khai ngộ đó. Tự như ông người nước Tống muốn giúp mạ lên cao, vì vậy bảo rằng nói ăn mà không ăn, giúp mạ lên cao rất phí công sức, không thể dụng được. Chư vị phải bình tâm, tịnh khí tu hành, chân thật từng bước mà đi. Đừng hỏi rằng ngày mai tôi có được khai ngộ hay không, khi nào tôi mới khai ngộ. Chư vị chớ giữ những tâm này, chúng chỉ là vọng tưởng. Chư vị nếu có vọng tưởng thì đã dẫm mất tâm khai ngộ rồi. Khai ngộ sợ vọng tưởng, tại sao tâm chư vị lại run sợ? Chính là sợ vọng tưởng, cũng là sợ khai ngộ. Chư vị muốn khai ngộ thì tim đánh bình bịch, tim đập liên tục, tức là vô hình chung nghiệp chướng sợ hãi. Nếu nó khai ngộ thì mình phải làm gì? Nghiệp chướng không thể làm gì được. Vô khổ tập diệt đạo, không có khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, chư khổ bức bách, các tương công, tụ tập chiêu cảm, tự bất đồng, duy diệt khả chứng, cứu cánh lạc, thị đạo ưng tu, ngộ pháp không, tam chuyển tứ đế, pháp luân vận, thất giác, bát chánh, ý niệm cần, nhất đàn quán thông, thành thánh quả, thiên chân hữu dư, nãi hóa thành. Dịch, ba khổ bức bách cùng công kích, tụ tập chiêu cảm, tự không đồng, tánh diệt khả chứng, tột an lạc, là đạo nên tu, ngộ pháp không. Chuyển ba lần xe pháp tứ đế, bảy giác tám chánh ý niệm cần, một lần quán thông thành chánh quả, lệch chân hữu dư vẫn hóa thành. Cầu không khổ tập diệt đạo là pháp tu hành của thanh văn, tức là pháp tứ đế. Sao gọi là thanh văn? Thanh văn tức nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo nên gọi là thanh văn. Đây là những vị được Phật giáo hóa đầu tiên nhất, vì là những vị có cơ duyên tiểu thừa. Khi Phật vừa mới thành đạo, ngài thuyết kinh Hoa Nghiêm, nhưng những người tiểu thừa tuy có mắt mà không thấy được, có tai mà không nghe được. Tại sao có mắt mà không thấy được? Vì pháp này rất vi diệu, cao siêu quảng đại. Vì quá vi diệu nên người nhị thừa không thể hiểu rõ diệu pháp này. Do đó bảo rằng thật không thể nghĩ bàn. Khi ấy Phật Thích Ca Mâu Ni hiện thân Phật Tỷ Lô Giá Na cao ngàn thước. Người nhị thừa như những đứa bé nhỏ, vì thân Phật quá cao nên họ không thể thấy được. Do đó ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên, chiêm chi tại tiền, hốt yên tại hậu, nghĩa là ngẩng đầu lên nhìn không thấy tới đâu, khoan sống nhưng quá cứng, nhìn thấy hiện đằng trước nhưng đột nhiên lại thấy chạy đằng sau, ánh sáng từ đằng sau chiếu đến mà họ lại chạy đuổi theo đằng trước, ánh sáng chiếu bên trái lại chạy qua bên phải, giống như hào quang của Phật Thích Ca Mâu Ni phóng qua bên trái, ngài A Nan chạy qua bên phải xem. Phật phóng hào quang qua bên phải thì ngài A Nan lại chạy qua bên trái mà xem, nhìn thấy ánh sáng đằng trước nhưng đột nhiên lại hiện ra đằng sau. Vì pháp này thật không thể nghĩ bàn, người nhị thừa không có cách gì để chiếu cố, chấp nhận hay hiểu rõ. Do đó có tai mà không nghe được pháp viên đốn, vì quá thâm sâu nên không thể minh bạch. Đức Phật ẩn pháp đại thừa mà thị hiện pháp tiểu thừa, nên chỉ hiện thân lão tỳ kheo một thước sáu tấc để thuyết pháp tứ diệu đế. Pháp tứ diệu đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Phật ba lần truyền pháp luân tứ đế, lần thứ nhất là thị truyền, lần thứ hai là khuyến truyền, lần thứ ba là chứng truyền. Chuyển tức là vận chuyển, như bánh xe luân hồi trong sáu đường, chuyển đến chuyển lui nên gọi là ba lần truyền pháp tứ diệu đế. Ba truyền, lần thứ nhất là thị truyền, tức Phật nói đây là khổ, tánh bức bách, đây là tập tánh chiêu cảm, đây là diệt tánh có thể chứng, đây là đạo tánh có thể tu. Lần thứ hai là khuyến truyền, đây là khổ các con nên biết, đây là tập các con nên đoạn, đây là diệt các con nên chứng, đây là đạo các con nên tu. Lần thứ ba là chứng truyền, đây là khổ các con nên biết, ta đã biết, không cần phải biết thêm nữa, các con phải biết, còn ta đã từng biết qua rồi, ta không cần đem đầu mà đặt lên đầu nữa. Đây là tập các con nên đoạn, ta đã đoạn rồi, không cần phải đoạn thêm nữa, ta bảo các con nên đoạn, còn ta đã đoạn hết rồi, không cần phải đoạn thêm nữa. Đây là diệt, các con nên tu chứng, ta đã chứng rồi, không cần phải chứng nữa, ta đã chứng được diệt và pháp niết bàn an lạc rồi, không cần phải chứng thêm nữa, chỉ đợi các con chứng lấy. Đây là đạo các con nên tu, ta đã tu rồi, không cần tu nữa, đấy là chứng truyền.
chứng minh tự Đức Phật đã chứng đạt, nên Ngài bảo chúng ta phải y theo đó mà tu hành. Nếu tự chính Ngài chưa chứng đắc thì không thể bảo chúng ta tu hành. Tứ diệu đế, thứ nhất là khổ đế. Chư vị hãy nói xem khổ có thật hay là giả. Đế nghĩa là chân thật, khổ là chân thật. Như một đệ tử của tôi nói, này các khách trần, các ngươi hãy mau đi khỏi. Nếu các ngươi không đi, ta thật rất khổ. Khách trần, nếu không đi khỏi thì mình phải chịu khổ. Khách trần, nếu đi khỏi thì khổ giảm thiểu dần dần. Khổ có 3 loại khổ, tức khổ, hoại khổ, hành khổ. Lại có 8 khổ, tức sanh già, bệnh chết khổ. 4 loại khổ này từ thân phát xuất. Bên ngoài cũng có 4 loại khổ, tức là khổ vì thương nhau mà xa lìa, khổ vì gần những người mình oán ghét, khổ vì cầu không được, khổ vì năm ấm tăng giảm hưởng thạnh, ảnh hưởng cảnh bên ngoài. Lại có vô số khổ đau, trừ khổ bức bách các tương công. Khổ đế thật rất nhiều, chúng luôn luôn công kích gây chiến tranh, nên khiến cho con người bị bức bách không thể nhẫn chịu được, cơ hồ khí lực đều bị khổ chặt đứt đoạn. Khách trần đến, cái gì cũng đến, 7 tầng 8 lớp, 6 trần bên ngoài cùng 6 thức bên trong, đồng đến tấn công chư vị. Mỗi việc khổ đều khiến chư vị quá khổ rồi, mà khổ lại chồng chất lên khổ. Bao loại khổ cũng đến bức bách, vô số khổ cũng đến bức bách. Tất cả khổ đều đến bức bách con người, nên gọi là chư khổ bức bách các tương công. Bao khổ bức bách đồng công kích. Tập đế là tập hợp tất cả phiền não so với khách trần còn lợi hại hơn nhiều. Khách trần chỉ là hình thức khiến chúng ta thọ khổ bên ngoài thôi, nhưng chúng ta có thể khiến cho phiền não công kích chúng ta từ bên trong. Tại sao có phiền não? Phiền não vốn là ông chủ của chúng ta, hiện nay đang diêu động. Bị gì mà diêu động? Phiền não bị khách trần làm náo động. Lại vì không biết ông chủ của mình nên phát khởi bực tức, nóng giận, tức là phiền não. Chư vị hãy nói xem phiền não có lợi hại hơn khách trần không? Chư vị có thể nói, này khách trần, các ngươi hãy đi khỏi mau lên. Nếu các ngươi không đi, ta thật quá khổ. Chư vị có thể đuổi chúng ra ngoài. Ông chủ phiền não này, chư vị muốn đuổi hắn đi chỗ nào, đến chỗ nào. Đuổi mãi mà hắn không đi, vì hắn vẫn còn ở trong nhà của chư vị. Thế nên bảo rằng hắn thật là lợi hại. Tôi không muốn giảng về phiền não. Tại sao? Vì nếu tôi giảng thì chư vị sẽ thấy phiền não sao quá nhiều. Lúc không giảng, chư vị không biết phiền não có ít hay nhiều. Lại vì không biết nên phiền não tùy tiện phát khởi, không biết không rõ để cho chúng đi qua. Nếu tôi giảng rõ thì chư vị nói, đấy là phiền não à, chính là chúng. Phiền não này chồng chất lên phiền não khác. Vì vậy tuy giảng giải và thuyết pháp đã lâu mà tôi ít giảng về phiền não. Tôi đã từng nghe chư vị giảng về phiền não rồi. Có phải chư vị bảo là có 8 muôn 4 ngàn phiền não không? Không sai, tôi cũng đã giảng qua 8 muôn 4 ngàn phiền não rồi. 8 muôn 4 ngàn phiền não thật quá nhiều mà tôi chưa giảng từng danh tự của mỗi phiền não. Này tôi sẽ kể rõ danh tự của phiền não cho chư vị nghe. Chư vị nghe danh tự tên của chúng rồi thì sẽ dễ dàng sanh phiền não. Sanh phiền não dễ dàng hơn trước khi nghe về phiền não. Nên tôi không muốn giảng, sợ chư vị phát khởi phiền não dễ dàng. Nhưng nay đã đến lúc phải giảng, cơ duyên thành thục rồi. Hôm nay tôi sẽ giảng từng chi tiết về tên của phiền não. Phiền não có ít hay nhiều? Có 20 loại phiền não. 20 loại phiền não này gọi là tùy phiền não. Tùy tức là cân tùy, đi theo. Đi theo ai? Chúng đi theo tôi và chư vị. Tôi và chư vị đi đâu thì chúng đi theo đó. Lại nữa, có 6 phiền não. Chúng là gì? Tức là 6 phiền não căn bản. 20 tùy phiền não cũng là tiểu phiền não, trung phiền não và đại phiền não. Tiểu phiền não có nhiều hay ít? Có 10 loại. Trung phiền não có 2, đại phiền não có 8. Đối với 20 loại phiền não này, chư vị hãy nói xem chúng là nhiều hay ít. Chư vị muốn nhiều thì tôi cho nhiều. Chư vị muốn có một loại thì tôi cho một loại. Muốn 10 loại thì tôi cho 10 loại. Muốn 15 thì tôi cho 15. Muốn 20 thì tôi cho 20. Sao gọi là tiểu phiền não? Tôi vốn muốn miêu tả hình dung phiền não cho chư vị xem, nhưng vì tốn rất nhiều thời gian nên tôi chỉ nói đơn giản thôi. Thứ nhất là phẫn. Phẫn tức là phẫn nộ bất bình. Chư vị hãy nói xem đó có phải là phiền não không? Phẫn nộ bất bình tức là tâm chư vị hỗn độn, tâm ác nỗi lên cực điểm. Chư vị có thích hay không thích? Nếu thích thì cứ giữ lấy, còn tôi thì không thích. Giả như tôi đem phiền não cấp cho người khác, vậy có ai dám nhận lấy không? Không ai dám tiếp nhận, từ từ rồi tôi sẽ cho người. Thứ hai là hận. Tôi hận chư vị, hận đáo đẻ, thấu trời. Nhưng sao lại gọi là hận? Hận tức là ngược lại với luyến ái.
Sao chư vị lại hận người khác vì thương họ nhưng không thành nên trở lại oán hận? Tôi có cậu đệ tử, trước khi xuất gia cô ta có bạn trai. Nghe cô ta đi tu nên anh chàng trở nên oán hận cô này. Vì vậy anh ta gọi điện thoại đến chùa nói với cô ấy, tôi rất oán hận cô. Thứ ba là lợi hại, tức là không những oán hận mà còn não hại nữa. Não tức là khổ não hay cũng là phiền não hoặc não oán. Tất cả đều không tự tại, sao gọi là não? Não tức là óc não hay đầu não. Chư vị bị phiền não thì đầu cũng bị nhức, đôi mắt cũng nóng rực lên. Khi ấy có biết đầu lớn hay nhỏ, càng bị phiền toái chừng nào thì đầu to và nặng chừng ấy, đau đến cực điểm thì bị đứt màng não rồi sẽ chết. Có ai thích loại phiền não này không? Nếu có ai muốn thì tôi nay sẽ bố thí cho. Thứ tư là phục, nghĩa là phục tàng, che giấu cái tàng. Thiên phục địa tạng, trời che đất chứa. Phục tàng che giấu còn lợi hại hơn phiền não phẫn hận nữa. Phẫn hận phát xuất ra ngoài, còn che giấu thì không nói không ai biết, chỉ tự giấu kín thôi nên gọi là che giấu. Che giấu tổn hại chính mình rất nhiều, khiến danh bệnh loét bao tử. Người Mỹ bị bệnh này rất ít, nhưng người Tàu thì rất nhiều, cho đến người xuất gia lại càng nhiều hơn nữa. Tại sao? Vì họ thường che giấu giữ kín trong bụng, không để cho người khác biết rằng họ có phiền não, mà lại che giấu không dám để lộ ra ngoài. Do đó bên trong sanh bệnh loét bao tử. Nếu ai bị bệnh này thì chư vị biết chắc rằng người đó có che giấu phiền não chi trong bụng. Đây là cách giảng pháp rất chính xác. Tôi nói rõ cặn kẽ cho chư vị nghe về loại phiền não này rồi đó. Thứ năm là cuống, nói dối. Kế bên chữ ngôn là chữ cuồng vọng, phục tàng che giấu, khiến người khác không biết và lại không có người hỏi và là việc không quan trọng nên chỉ cố giữ kín. Cuống tức là vọng ngữ, nói láo. Vốn có phiền não, nhưng khi người khác hỏi vì sao anh sanh phiền não, đáp không tôi đâu có sanh phiền não, ai sanh phiền não vậy? Họ hỏi lại người đó, tự họ bị vô minh phiền não đốt cháy rực cả trời đất. Mà khi chư vị hỏi thì họ nói láo và bảo rằng không có phiền não. Vì vậy tôi không muốn giảng cho chư vị nghe, vì sợ đến lúc đó thì sẽ nói láo. Nếu tôi không giảng lại không biết phương pháp thì làm sao chư vị tránh khỏi lỗi nói láo? Đầu tiên thì che giấu, đến cuối cùng thì lại nói láo. Thứ sáu là xiểm mị, nịnh bợ. Sao gọi là nịnh bợ? Người thường hay nịnh bợ tức là trong tâm rõ ràng không thích người kia, nhưng khi gặp họ thì liền nói lời khen tán tụng ngọt ngào. Hiện tại gọi là vuốt đuôi ngựa. Giống như kẻ nghèo hèn thấy người giàu có liền chào đón, a Trương tiên sinh, xin hỏi thăm ngài đi đâu vậy? Đó là lời nịnh hót tổng quát. Thứ bảy là kiêu ngạo. Chư vị giàu sang thì mặc chư vị, việc của tôi thì tôi lo, việc của chư vị thì chư vị tự lo. Trên thế giới này tôi là đệ nhất, thân thể tôi lớn tựa như núi Tu Di, tại sao tôi phải khách sáo với chư vị? Ở trên là nịnh hót, còn ở đây thì không nịnh hót người khác. Chư vị hãy lo vứt đuôi kẻ khác đi, còn tôi thì xem thường họ, do đó biến thành kiêu ngạo. Thứ tám là hại, nghĩa là tổn hại. Chư vị có tiền, có thế lực, một nhát đao của tôi là chư vị lìa đời. Xem coi chư vị dùng tiền và thế lực như thế nào. Đó là hãm hại người khác mà không phải kiêu căng ngạo mạn, chỉ là nghĩ tưởng, tức là trong tâm muốn hãm hại người khác. Thứ chín là đố kỵ. Vì đời trước tôi không bố thí nên không có. Chư vị ai ai cũng có hết, nhưng không biết ăn cắp từ chỗ nào. Như tôi đã giảng ở trên là rất nhiều người có tâm đố kỵ. Chư vị đố kỵ ganh ghét họ, họ đố kỵ ganh ghét chư vị. Nhưng chư vị không biết rằng đố kỵ phát sanh từ đâu. Vì không biết nó phát sanh từ đâu nên tôi nói là chư vị ăn cắp nó. Vì không biết nó từ đâu đến nên giống như là ăn cắp vậy. Chư vị không biết nó nên này tôi sẽ chỉ cho. Thứ 10 là san tham keo kiệt. Gọi keo kiệt là vì xả bỏ không được, không dám bố thí. Có một đồng xu nào thì giữ gìn nắm chặt trong bàn tay, bóp chặt mãi cho đến khi nó biến thành nước luôn. À, tiền tôi mất rồi, tôi không thể dùng được nữa vì nó biến thành nước rồi. Trên đây là 10 tiểu phiền não. Hai trung phiền não là gì? Đó là vô tàm và vô úy, nghĩa là không biết tàm úy, hổ thẹn. Chữ tàm có chữ tâm một bên và kế bên là chữ chảm, tức chảm đầu, chém đầu, chém đoạn phiền não, cũng là nói về chữ sát, giết. Đối với phiền não này, chính tâm mình sai quấy mà không nhận là mình sai. Như bảo rằng chư vị đã giết người thì chính là phạm pháp. Tự chư vị biết mình đang giết hại chúng sanh,
mà lại không biết sám hối sửa đổi. Chữ tàm nghĩa là chư vị Lý gia phải chém đứt phiền não mà lại không làm, nên gọi là vô tàm. Tâm giết hại còn nằm ẩn bên trong, không biết tự sửa đổi nên gọi là vô tàm, không hổ thẹn. Sao gọi là hổ thẹn? Nghĩa là không thể đối mặt nhìn người khác. Chư vị làm việc không quang minh chính đại nên không dám nhìn mặt người khác. Nhưng chư vị lại không nhận rõ việc đó là không đúng, có quan hệ gì đâu. Tạo việc sai trái rồi tự mình làm luật sư biện hộ cho mình. Bảo rằng tôi có lý do này, lý do nọ, chân thật đúng đắn, đó là vô tàm, không hổ thẹn. Quý, sao gọi là quý? Bên phải của chữ quý là chữ quỷ, tức quỷ thần, nghĩa là tâm chư vị không quang minh chánh đại. Vì không quang minh mà chư vị cho là đúng nên gọi là quý. Quý tức là quý cứu, tựa như tâm chư vị có thiếu sót chi, không thể đối mặt với người, nhưng khi ấy lại không dám nói là mình không thể đối mặt với người, nói tôi có làm gì sai trái đâu. Vô tàm, vô quý, không hổ thẹn là hai phiền não của chung phiền não. Lại có 8 loại phiền não lớn. Thứ nhất là bất tín. Chư vị không nghĩ rằng bất tín không phải là phiền não à? Chư vị có giảng gì đi nữa họ cũng không tin là không đúng, càng nói càng không tin. Tổng quát, dù chư vị có nói gì đi nữa họ cũng vẫn không tin. Chư vị bảo rằng trên trời mưa hoa rơi khắp đất, dưới đất hoa sen vàng phóng vụt lên. Dù đang nghe nhưng họ vẫn giả bộ như không nghe. Chư vị giảng giải có lý lẽ họ không tin, chư vị giảng giải không có lý lẽ họ lại càng không thèm, không nghe thêm. Chư vị giảng một việc nhiều lần nhưng họ không tin, chư vị giảng việc đó ít lần họ cũng không tin. Giảng nhiều họ không tin, không giảng họ cũng không tin. Giảng về lý không họ không tin, giảng về lý chẳng có không họ cũng không tin. Nói chung tông chỉ đường hướng của họ là không tin gì hết. Tùy phiền não lớn thứ hai là giải đãi, tức là làm biếng. Đâu có ai nghĩ rằng làm biếng là tùy phiền não lớn. Sao gọi là giải đãi? Giải đãi làm biếng nghĩa là không chuyên cần học Phật pháp, cho dầu làm việc gì cũng giải đãi, thậm chí ăn cơm cũng làm biếng nữa. Ăn một muỗng rồi đợi đến 5 phút sau mới ăn muỗng thứ hai. Khi ngủ cũng làm biếng mộng mị. Khi nào họ mới không làm biếng? Chỉ khi đánh cờ bạc thì họ mới có tinh thần. Có người đối với Phật pháp rất giải đãi, tu hành cũng rất giải đãi, không những tự làm biếng mà lại ảnh hưởng đến những người khác nữa. Không những ảnh hưởng xấu mà họ cũng lại không muốn người khác làm việc nữa. Như tôi có một đệ tử ngủ mãi cho đến 8 giờ sáng. Tại sao? Vì người ngủ bên cạnh phòng thức dậy sớm, nên hắn chạy qua phòng đó ngủ tiếp. Đó là một loại làm biếng. Loại làm biếng này phát sinh do một loại phiền não. Hắn biết chư vị đều tu hành nên nói tôi không muốn tu hành, tôi muốn chư vị không tu hành như tôi. Chư vị nỗ lực 2 ngày nhưng đến ngày thứ 3 nên làm biếng đi. Hắn đã làm biếng rồi mà lại gây ảnh hưởng đến những người khác nữa. Tùy phiền não lớn thứ 3 là phóng dật. Sao gọi là phóng dật? Phóng tức là phóng khai, mở toang, dật tức là tản mát. Phóng dật tản mát cũng là không thủ quy củ luật lệ. Không những không giữ quy củ mà lại còn hy vọng người người đều không giữ quy luật. Chính họ thích uống rượu cũng muốn mọi người đều đến biển rượu để uống. Họ thích việc gì liền rủ kéo người khác đi theo. Họ muốn nhảy đầm liền kéo mọi người đi theo. Họ thích đi xem chiếu bóng liền kéo mọi người mà họ quen biết đi xem. Họ thích xuống địa ngục liền kéo mọi người xuống địa ngục. Họ thích làm ngạ quỷ, nói làm ngạ quỷ hay lắm, chư vị hãy mau đi theo tôi, nên dẫn tất cả thân bằng quyến thuộc đi vào đường ngạ quỷ. Họ muốn loài vật nói, tôi làm người hay làm chó cũng được, nhưng làm chó lại hay hơn. Chỉ vì thấy mấy con chó chúng đâu cần phải làm việc, mà lại có người hàng ngày cấp cho đồ ăn, được người che chở, bảo hộ, vậy có vui lắm không? Không những muốn làm chó mà lại khiến thân bằng quyến thuộc nhập vào dòng chó nữa. Thứ tư là hôn trầm, mọi người phải nên tránh đi, nghe giảng kinh, ngồi tọa thiền. Họ đều nhập định cả nhưng kỳ thực là hôn trầm. Nói tôi nghe giảng kinh rất rõ ràng, đầu tôi chỉ nghiêng xuống muốn làm bạn với đôi chân thôi. Đó là hôn trầm. Hôn trầm cũng là khi chư vị làm bất cứ việc gì mà tinh thần không thể khởi lên được nên muốn ngủ. Nói rằng ngủ nhưng không giống ngủ, bảo rằng không ngủ lại không tỉnh táo. Nghe giảng như thị ngã văn, tôi nghe như vậy, nói tôi đâu có nghe gì đâu. Đó gọi là hôn trầm. Thứ năm là trạo cử. Trạo nghĩa là nghiêng qua một bên, cử là khởi cử dậy. Như đang nghe kinh, đầu chư vị lại động đậy. Đây không phải như ngài A Nan vì muốn xem hào quang của Phật Thích Ca nên nghiêng đầu qua phải trái để xem. Nếu tự mình động đậy,
cũng không biết ai bảo mình động đậy, thì đó gọi là trạo cử. Nếu tâm luôn bị phiền não thì phát sanh trạo cử. Một khi phiền não phát sanh thì tâm không an, không biết chi là hay là dở, nghe giảng kinh mà không để ý đến, ngồi thiền mà cảm giác như thân đang ngồi trên bàn châm, thống khổ, đau nhức, tâm bất an là cũng gọi là trạo cử. Chư vị hãy xem, nếu tôi không giảng thì chư vị không biết những tật xấu này, nhưng nó chính là phiền não lớn trong tám thứ tùy phiền não. Chư vị hãy nói xem trạo cử là gì? Chư vị bản trạo không phải là trạo sao? Cử không phải là cử sao? Nếu chư vị trạo mà không trạo, đó là cử, không cử chính là trạo. Thứ sáu là thất niệm. Thất nghĩa là mất, thất niệm tức là quên mất chánh niệm. Hoặc giả chư vị nói rằng thất niệm chính là không còn vọng tưởng, vậy rất tốt. Tại sao có phiền não? Chỉ vì quên mất chánh niệm. Tựa như chư vị muốn niệm Phật, nhưng khi niệm đến câu thứ ba Nam Mô A Di Đà Phật thì tùy niệm mà quên mất chánh niệm. Chư vị muốn tụng chú Lăng Nghiêm, niệm câu Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu, a à, lại đến câu gì? Giống như tụng kinh niệm chú, tụng niệm đến lúc mọi người đều dừng lại hết, không biết niệm đến chỗ nào. Đây không phải hiển thị là chư vị nhập định. Như vậy là gì? Đó là quên mất chánh niệm. Niệm kinh niệm chú dần dần quên mất chánh niệm. Lại không phải là chư vị đều không niệm, mà niệm không ra tiếng, mọi người đều nhập vào tam muội định, không âm thanh, đấy là chư vị quên mất chánh niệm. Thứ sáu là không có chánh chi kiến, bất chánh chi. Không có chánh chi tức là tả chi tả kiến, không có chánh chi chánh kiến. Việc đúng bảo là sai, việc sai bảo là đúng, trắng bảo là đen, đen bảo là trắng, việc tốt bảo là hư hoại, việc hư hoại bảo là việc tốt. Như tôi có vài đệ tử thường nói ăn nhiều là hành khổ hạnh, thế nên họ ăn nhiều thục mạng mà lại bảo đó là hành khổ hạnh. Họ giống như những người mà tôi đã giảng ở bên trên. Họ bảo tôi không màng, không quản chư vị, khổ hạnh của chư vị là khổ hạnh, muốn làm gì thì cứ làm. Nay tôi nói cho chư vị biết, đó đều là tà chi tà kiến. Thứ tám là tán loạn. Tán loạn tức là không có định lực, cũng là lo ra, để tâm chạy ra ngoài, như dùng kiếng để dọi người, chiếu kiếng bên phải bên trái, soi này soi nọ, chiếu người này người nọ mà không tự chiếu chính mình, đó là không có định lực nên gọi là tán loạn. Thiền định trị tâm tán loạn. Bên trên đã giảng 20 loại tùy phiền não, lớn có 8 loại, trung có 2 loại, nhỏ có 10 loại, cộng thành 20. Đối với 6 phiền não căn bản, tôi tin rằng chư vị rất quen thuộc, có thể nói chúng là những người bạn rất thân thiết với chư vị. Thứ nhất là tham. Tôi tham lam, chư vị tham lam. Tham tuy là giống nhau nhưng cũng bảo là khác nhau. Tại sao khác nhau? Chư vị tham nhiều còn tôi tham ít, chư vị tham ít còn tôi thì tham nhiều. Mỗi người đều có cái tham của chính mình. Tham lam hại chúng ta rất nhiều. Tại sao? Chư vị vẫn chưa biết rõ sự tồn tại của tham lam. Tại sao cho đến hôm nay chư vị vẫn còn chưa thành Phật? Có phải là vì còn ngu si, không có đủ trí huệ phải không? Tham lam không bao giờ biết đủ, cái gì cũng không sợ nhiều, như tiền bạc vật chất hình trạng phiền não, càng có chừng nào thì càng tốt chừng đó. Như cách dụng binh của Hàn Tín đời Hán, ông bảo rằng càng dùng binh lính nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Đó là biểu hiện cho sự tham lam. Thứ hai là sân hận giận tức. Sân hận tức là vô minh, cũng là sự giận nổ lên như pháo bông. Pháo bông còn nhỏ lắm, hiện tại có bom nguyên tử và bom khinh khí đều đã được phát minh ra. Về do oai lực của tâm vô minh sân hận, sân hận cũng là loại nóng giận tức tối. Thứ ba là si mê. Tại sao chúng ta thường làm việc sai lầm chỉ vì ngu si mà khiến cho chúng ta làm những việc không đáng làm, học những gì không đáng học? Ví như ngày nay có một số thanh niên thường thích hút thuốc phiện, vốn không nên hút mà lại hút, càng hút càng nghiện, không biết gì hết lại hút thêm. Tại sao? Vì do ngu si. Họ nghĩ rằng hút thuốc phiện thì nhất định sẽ phát hiện ra việc kỳ lạ, như Kha Luân Bố phát hiện ra tân thế giới. Chư vị hãy nói xem đó có ngu lắm không? Ngu si khiến cho họ điên đảo. Thứ tư là ngã mạn hay kiêu mạn, là một loại phiền não. Thứ năm là nghi hoặc, tức sanh tâm không tin, việc gì cũng hoài nghi hết, nghi thần nghi quỷ, nghi đúng nghi sai, nghi mình nghi người, đối với chính mình cũng hoài nghi, đối với người khác cũng hoài nghi, đạo lý chân thật chính xác hay không chân thật chính xác đều hoài nghi hết. Thứ sáu là tà kiến, tức trì kiến không chánh đáng.
chỉ giữ tà chi tà kiến. Hôm nay tôi giảng về phiền não, tôi hy vọng mọi người đều dứt tận, đừng nhận chúng làm thân thuộc hay bạn hữu, phải nên dẹp trừ chúng, chớ để chúng tạo thêm nghiệp tội. Chư vị giúp đỡ phiền não giúp chư vị tạo nghiệp tội. Chư vị chốt lấy nghiệp tội vào thân mà phiền não, ta bà ha không quản chư vị. Chúng không quản là chư vị thọ nghiệp tội hay không thọ nghiệp tội, thọ quả báo hay không thọ quả báo. Khi thọ quả báo, phiền não chạy mất. Khi chư vị đọa xuống địa ngục, phiền não cũng không đi theo.